Rồi, test nhẹ cho anh em con 710 là một con mùa thái bên độ xem nè, bao giọt cho anh em ha. Con này. Rồi, chào anh em quay 710 FI nha. Review cho anh em tham khảo một lần combo bộ đồ bố thái chạy nhẹ xe bốc và không bị tình trạng là chạy rung lì ha. Có nồi cũ cho anh em coi sơ qua để cho anh em nó luôn. Cái thằng nồi cũ thì đang đi cái nồi bố ngắn nè. Đây, bố ngắn xíu à. Chạy bị mòn chai bò lì bố nha. Phần chuông ha. Chuông sập chuông rất nhiều nè. Đó. À, phần cái bộ nồi sau thì đang bị chạy thuộc nồi ha. Bố sắt chỉ đen hình than không còn được bán nữa. Thuộc nồi lì nồi mà hao xăng. Cái bộ lò xo lúc này là không còn được bụng nha. Rồi. Có bình đó thì em sẽ chuyển sang xài có bình cái nồi bố thái cho anh em chạy cho nhẹ xe bốc nha. Combo gồm bộ phần nồi trước nè, một chuông nồi như thế này, tránh được mối chuyện xe ha. Đi kèm lại cho anh em là bố ba càng dinh thái nè, bố thái dài nha, 1, 2, 3 em đi là bố thái dài chạy đến bên nhẹ xe bóc nha. Cái bộ nồi sau sẽ gồm những xe combo full là bốn nồi dinh thái bạn lớn nha, 1, 2, 3, 4 ha, bốn nồi dinh thái lớn nha, em đi sắt dinh thái luôn. Combo nó gồm có là ba lá là trắng đẹp mới nè, 1, 2, 3 ha, sắt dinh thái mình không đi sắt lô, sắt lô có lỗ sẽ bào bố của anh em. Đi kèm lại cho anh em là full là bốn lò xo nữa, lò xo tủ làm bỏ nha, và còn một cặp dâm nồi mới cho xe luôn đó. Anh em mà muốn lên combo bộ nồi thái dòng quay 110 FI thì ghé bên độ xe Việt Nam. Bên em là chuyên làm nồi, làm máy, gấp máy, chạy bốc nhẹ xe bền, đặc biệt là không rung giật nha. Rồi, chào anh em. Rồi, chào anh em quay 110 FI, review cho anh em tham khảo mình lên combo bộ nồi thái. Đầu tiên cho phần lấy bố phần đế nồi nha. Combo nó gồm có là 4 bố, 3 sắt và 4 xo nồi. Đó, tiến hành lắp ráp là xen kẽ nha. Bố trước sắt sau. Cái phần cái chiều côn thì em để nằm dưới nha, còn cái chiều bén nằm trên. Đó, tiến hành cho phần 4 bố, 3 sắt vô và ép nồi ha. Đó. Lắp ráp là đi zin nha. Zin 4 bố 3 sắt cặp nhôm nồi ha. Rồi tiến hành cho phần cái chuồng heo, phần cái lá bố để định tâm lá bố nha. Rồi sau đó tiến hành là cho phần cái lò xo nồi vô. Rồi tiến hành cho phần 4 lò xo nồi vô. Lò xo thì có 2 chiều ha. Anh em để cái chiều lớn nằm dưới nha, còn cái chiều nhỏ để nằm trên. Đó. Tiến hành là siết đều 4 con tán, siết 4 con xo nồi nha. Anh em siết đều từng con một ha. Và nguyên tắc là siết đối chiếu nhau. Con này đối chiếu con kia nha. Rồi tiến hành cho phần cái bộ nồi sau với lại cái chuông nồi trước cho ha. Đó, anh em nhớ lưu ý là phần cái nhông chống dòng anh em cho trùng với nhông lớn nha. Rồi tiến hành cho phần cái lồng đền nồi sau và tán nồi sau vô nha ha. Rồi tới cùng bố ba càng nồi trước nha. Đó, viên cùng bố ba càng luôn. Đi bố thái dài cho bền ha. Tới phần cái lồng đền chặn phe, lồng đền outside và tán nồi trước nha anh em. Nồi trước sẽ gồm hai lồng đền, một lồng đền phe, một lồng đền outside ha. Còn cái nồi sau chỉ một lồng đền thôi, lồng đền dày nha anh em. Rồi tiến hành cho phần cái tán nồi trước vô. Rồi tiến hành bắn cái nồi trước bắn nồi sau ha. Sau đó kê lại toàn bộ lồng đền chặn phe nồi trước, gắn nắp lại nước ly tâm và cho bạch đạn nồi còn muỗng vô và sẽ test cho anh em. Cáu Quỳnh đi full bộ nồi thái chiếc quay 110 chạy bốc nhẹ xe bền cho anh em ha. Rồi test nhẹ cho anh em con 710 là một con bộ thái bên độ xem nè, bao giọt cho anh em ha. Con này em làm là full hai nồi luôn, cả nồi trước nồi sau đi full nồi thái nha. Thay chuông bố ba càng ha, bốn bố ba sắt cặp nhôm nồi và bốn con sơn nồi đó, quá đã luôn, bao giọt cho anh em ha. Đó, nhẹ nhàng lướt gió không chờ đợi nha, em làm mà full thái luôn, em mạnh bền. Anh em mà muốn làm nồi thái dòng quay 110 thì ghé bên độ xem nha. Anh em là chuyên nồi thái nha, bóc nhẹ xe bờ nha, em ru nha. Đó, quá đã ha. Đó, ga nhẹ theo riêu là lướt gió liền, không có chờ đợi, không rung lì nha. Đó, này rất bền nha. Em đi có mình phun nồi dinh thái luôn, chạy bền. Nó không dạng lì nồi giống như cái nồi dinh. Nồi dinh thì nó đi cố gắng nè, mau mòn mau lì nha. Em làm lại của nồi phun thái luôn. Làm xong test thử thực tế để cho anh em cảm nhận ha. Và viết hóa đơn cái này đủ cho anh em. Đó, anh em tha hồ chạy đi chơi đi tour đi phượt nha, rất nhẹ xe và lướt gió ha. Rồi cảm ơn trai quay clip cho 10 rất nhiều ha, chào anh em nha.